tích thánh gióng. Vào đời vua Hùng thứ sáu, giặc Ân tàn bạo sang xâm chiếm nước ta. Vua Hùng sai sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi để đánh giặc cứu nước. Hãy truyền lệnh cho sứ giả đi cả nước tìm người tài để cứu nước. Tuân lệnh. Thuở ấy, ở làng Phù Đồng có một bà mẹ sinh được một đứa con tên là Gióng. Gióng đã lên ba mà vẫn chưa biết nói, biết cười. Một hôm, sứ giả nhà vua về làng kêu gọi người tài ra đánh giặc giúp nước. Gióng lắng nghe rồi bỗng nhiên bật dậy và bảo mẹ ra mời sứ giả vào. Loa loa loa! Mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Sứ giả vào đến nhà, Gióng nói với sứ giả về tâu với vua Hùng, rèn cho Gióng một con ngựa sắt, một chiếc nón sắt, một chiếc gậy sắt và áo giáp sắt để Gióng đi đánh giặc. Hãy về tâu với vua để ta đi đánh giặc. Ta sẽ về tâu lại với vua. Sứ giả đi rồi, Gióng bảo mẹ thổi cơm cho ăn. Mẹ Gióng thổi cơm, rồi cả làng thổi cơm. Bao nhiêu, Gióng ăn cũng hết. Ăn xong, Gióng vươn vai đứng dậy, thành một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh. Gióng ăn khỏe, ta lớn nhanh thật đấy. Ôi, nhìn Gióng ăn khỏe trước kia. Trong khi ấy, tất cả các lò rèn đêm ngày đúc ngựa, rèn gậy cho Gióng. Chẳng bao lâu sau, ngựa sắt, nón sắt, roi sắt đã làm xong. Gióng đội nón, cầm gậy nhảy phấp lên lưng ngựa, ngựa sắt hí vang, phun ra lửa, rồi bay ra trận. Oai phong quá! Lúc đó, giặc Ân đang tràn đi khắp nơi giết người, cướp của. Gióng thúc ngựa phi thẳng vào quân giặc. Gậy sắt vung lên như ánh chớp đánh xuống đầu quân giặc. Ngựa sắt phun lửa, thiêu lũ giặc ra cho. Bỗng nhiên, gậy sắt của Gióng bị gãy. Gióng cùa nhổ từng bụi tre trên đường, cuột chạy vội vào quân giặc. Giặc Ân thua chạy tan tác, xác giặc ngổn ngang khắp nơi. À, chúng mày chạy đâu cho thoát? Đánh xong giặc Ân, Gióng cưỡi ngựa bay qua làng Phù Đồng, bay thẳng lên núi Sóc Sơn và về trời. Đời sau, để tưởng nhớ ơn Gióng có công đánh giặc cứu nước, nhân dân ta đã lập đền thờ Gióng ở làng Phù Đồng.